Đầu tiên cho phép em được gửi lời chào đến thầy Dương Trung Hiếu cũng như là tất cả các anh chị trong cái group kiếm tiền. Thì hôm nay là một trong số ít những cái video mà em dám ngồi đây để đưa cái mặt của mình ra để nói chuyện với tất cả mọi người. Thì từ trước đến giờ em cũng có một cái tâm lý giống như tất cả các bạn là rất là nhát khi phải ngồi trước cái camera để nói chuyện. Thì ở video ngày hôm nay em xin làm cái video này để tự giới thiệu bản thân mình đến thầy Hiếu cũng như là tất cả các anh chị trong group. Em tên là Nguyễn Hoàng Khuyến, hiện nay là em 29 tuổi, quê em là ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhưng mà hiện nay đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chuyên ngành của em học lúc trước là kế toán, nhưng mà em đã nghỉ kế toán được khoảng 1 năm rồi không làm nữa. Và hiện nay thì em đang mở một cái shop nhỏ bán quần áo xuất khẩu tại nhà. Thì nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của em thì có lẽ em nghĩ em là một người khá là lạc quan cũng như là vui vẻ. Còn cái điểm yếu của mình thì trong một số cái vấn đề như là chưa có quyết tâm lắm, chưa có quyết tâm lắm. Thì cũng như là hôm nay em muốn nói một xíu về cái công việc là làm YouTube của mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại em đã